mấy trăm triệu một khối luôn đó. Ai muốn làm giàu bằng nghề trồng rừng là trồng cây này. Đây là cây gỗ xưa, cây này cây con nè. Đây cho cả cái nhà coi nha. Cây này cây con thì chừng 100-200 ngàn thôi, nhưng mà nếu như mà trồng lâu năm á, họ sẽ bán mấy trăm triệu một khối gỗ này đó. Nếu như mà ai muốn làm giàu thì phải trồng cái cây này. Trồng cây này phải mấy chục năm mới lấy được một khối gỗ. Cho cả nhà coi. Đây. Đây là thân gỗ xưa nè. Nếu mà trồng từ đời cha đến đời con đến đời cháu là nó sẽ rất là trị giá nha cả nhà. Ở cái lá của nó là nhìn xanh dờn đẹp ghê chưa. Mấy trăm triệu một khối luôn đó. Ai muốn làm giàu bằng nghề trồng rừng là trồng cây này.